3. Khi đứa con đầu lòng của tôi 7 tháng tuổi thì một hôm tôi đi làm về, không thấy vợ tôi về nữa. Bạn bè chỉ chỗ cô ta đang ở với một người đàn ông khác. Thuyết phục không được, tôi đành phải về. Tin tức gì nữa? 2 năm sau. 2 năm sau. Cô ấy vào xin lỗi tôi, van xin anh cho em quay lại. Từ nay giờ tí sẽ trung thành với anh như chó trung thành với chủ. Đúng cái câu ấy luôn. Dạ, chấp nhận cho quay lại. Làm thì thường là tôi chiều tối tôi về. Thế nhiều hôm ý thì làm có buổi sáng thôi, tôi về sớm. Tôi vào nhà thấy đang karaoke, hai người ngồi trên lòng nhau. Tôi có vào tôi tát cho cô một cái và tát cho anh này một cái. Tôi với hai người đánh nhau. Tầm 5-6 ngày sau tôi đi làm về, về gần tới nhà thì bị ba người đeo khẩu trang người xông ra đánh. Một người cầm gậy, một người cầm hòn đá. Thì có cái thằng ấy nó cầm con dao nó tôi mất mấy nhát. Hiện là tay vẫn còn sẹo. Xin chào các bạn đến với chương trình Người Thứ Ba. Hôm nay rất ngạc nhiên là khách mời lại là một người đàn ông. Và anh nhìn qua thì còn thứ nhất là phong độ, thứ hai là sang trọng, thứ ba là rất là... sao nhỉ? Tôi thấy rất là men. Xin anh kể câu chuyện của mình ạ. Xin chào mọi người. Tôi đang ở Biên Hòa. Tôi cũng có một mái ấm gia đình. Dạ. Nhưng mà thật sự là cũng rất là đau. Người ta đã lầm lỗi, mình đã tha thứ rồi. Chắc người ta sẽ quay đầu là bờ, nhưng mà không quay đầu là bờ. Đầu tiên xin hỏi này, xin lỗi anh làm nghề gì ạ? Trước kia tôi là bộ đội. À, rồi sau đó? Sau đó thì tôi ra quân rồi tôi làm bên ngành văn hóa. Văn hóa? Trước kia là làm bên chiếu bóng. Thì anh quen cô ấy khi lúc ấy hai người bao nhiêu tuổi ạ? Lúc ấy là tôi 25, 26 rồi, cô kém tôi 2 tuổi. Cô làm nghề gì ạ? Trước kia thì cô làm bên nhân viên lễ tân của khách sạn. Hai người quen nhau bao lâu thì cưới à? Dạ, quen nhau cũng 4 năm anh. Nghĩa là anh là một người bộ đội chuyển ngành. Vâng. Làm trong chiếu bóng. Vâng. Gặp cô ấy là một cái nhân viên ở khách sạn. Vâng. Hai người yêu nhau rồi lấy nhau. Quá trình làm quen bao nhiêu lâu ạ? Trong thời gian làm quen thì qua một người bạn. Và từ lúc quen đến lúc cưới là bao lâu ạ? Từ lúc quen đến lúc cưới là tầm gần 4 năm. Vậy thì cũng cao đấy chứ. Suốt trong cái quá trình dài đó anh không thấy một cái gì nghi ngờ đúng không ạ? Trong quá trình yêu nhau gần 4 năm đó thì 3 năm đầu thì không có gì. Thế nhưng mà đến gần cuối của năm thứ 3 thì bạn tôi nó có nói là hay thấy hay đi với người bạn cũ cùng lớp. Tôi cũng nghĩ là chắc là bạn bè cùng lớp với nhau thôi. Khi đứa con đầu lòng của tôi tầm 6 đến 7 tháng tuổi thì một hôm tôi đi làm về, không thấy vợ tôi về nữa. Tôi có về quê của cô ta, tức là về nhà mẹ đẻ đó. Hỏi thì gia đình nói là cô ấy không về nhà. Tôi cũng nói với gia đình là cô ấy đi mấy ngày nay rồi, không biết đi đâu. Thế thì gia đình nói thì cũng thôi cứ về đi, xong rồi để đi tìm. Thì thực sự là dưới gia đình nhà vợ cũng đi tìm, tôi cũng đi tìm nhưng mà không thấy. Sau đó thì được bạn bè của cô ta chỉ chỗ là cô ta đang ở với một người đàn ông khác. Từ đó tôi đến chỗ đó. Tôi với một người bạn tôi ngồi ở cái quán trà đá trước cửa của cái nhà mà vợ tôi với người đàn ông đó. Khi mà thấy cô ta đi về với người đàn ông thì tôi và người bạn tôi cùng vào luôn. Tôi có nói với người đàn ông là xin lỗi anh, tôi là chồng của cô này. Thú thật với anh là gia đình tôi đã có một đứa cháu rồi. Thế thì mong anh buông tha vợ tôi để cho vợ tôi về với gia đình. Tôi không muốn đứa nhỏ thiệt thòi khi không có mẹ. Thì anh ấy nói là cái này là việc của cô. Cô có quay về hay không thì là do cô. Thật ra thì ông ấy nói cũng đúng ấy. Vâng. Thế thì thưa anh là xoay sang tôi thuyết phục. Thuyết phục á? Vâng ạ. Thuyết phục ông đấy hay thuyết phục cô ấy? Thuyết phục bà xã. Lúc ấy là bà xã có mặt ở đấy rồi. Dạ. Bởi vì tôi với một người bạn thì đang ngồi bên kia. Kia đường đối diện với nhà
cái nhà đó. Thì tôi nói là thôi em ơi, hãy về với gia đình, về với anh với con, chứ bây giờ con nó còn nhỏ quá, mà anh thì còn đi làm, thế mà em như thế này thì con nó thiệt thòi. Cô nói là thôi được, anh cứ về đi, có gì tôi sẽ báo cho anh sau. Thế tôi bảo không, cố gắng phải về với con. Đấy, thế thì thuyết phục không được, tôi đành phải về. Về rồi cũng không thấy tin tức gì nữa. Thế là tôi cũng có mấy lần nhắn bạn tôi nói dùm, nhưng mà bạn tôi nói, nó nói là để nó còn suy nghĩ. Vậy thì bây giờ đầu tiên hãy tự kiểm điểm mình á. Thứ nhất là về cách cư xử mình có gì tồi không, thứ hai là về vật chất mình có kém không, và thứ ba cái này họ rất là tế nhị nhé, về gọi là về cái quan hệ vợ chồng mình có kém không. Tức là anh phải thật bình tâm mà nghĩ lại là mình có cái gì kém không trong cái chuyện mà độc cô bỏ đi. Về kinh tế thì thực sự là không phải lo. Không phải lo. Tuy rằng nó không dư giả nhiều, nhưng mà sống cũng thoải mái. Cái thứ hai là tôi dành rất rất nhiều tình yêu thương cho vợ, cho con, thành ra bao nhiêu tiền phụ cấp là về nộp đủ luôn. Một cái thứ hai là cũng làm thêm ngoài nữa. Đủ nhưng mà không có dư giả đúng không anh? Vâng. Thế còn về mặt gọi là quan hệ vợ chồng á? Trong cái quan hệ vợ chồng thì cũng bình thường anh. Một tuần thì cũng lên sân, cũng đá được, ra trận được. Vâng, vâng, vâng. Nghĩa là kinh tế bình thường. Vâng. Quan hệ bình thường. Vâng, bình thường. Thế thì theo anh tự kiểm điểm á, mình có cái gì dở không? Dạ thưa anh, là tôi lơ là trong cái chuyện mà để chăm sóc à? Chăm sóc. Tôi ví dụ như là nó cụ thể ra là tôi chỉ biết đi làm kiếm tiền về đưa cho cô đó. Hai vợ chồng có đi chơi với nhau không? Có cùng du lịch không? Không có anh. Những cái cặp vợ chồng cái thế này, về ăn cơm, dạ, ngủ, dạ, xong là đi làm, xong về ăn cơm, ngủ, đi làm. Cái là hai người sống với nhau trong một căn phòng, cứ như là nói thật ra nó gần giống như là góp tiền ở vậy đó. Chứ cái tình cảm riêng tư có nghĩa là cái này không này, có biểu lộ ra. Ví cuộc dụ sống không có cái gì bất hạnh nhưng mà nó quá lạnh nhạt đúng không? Dạ. Thì cái đấy cũng là một cái lớn lắm anh ơi. Vâng, vâng. Phải khẳng định rằng đấy cái lớn lắm. Cái là sự nhạt nhẽo á, nghe thì có vẻ không có tội. Bởi vì bảo là tôi có đánh đâu. Vâng. Tôi có rượu chè đâu. Tôi có nghiện ngập đâu. Nhưng mà thật ra cái nhạt ấy, cái nhạt nó khủng khiếp lắm. Và khi mà người ta gặp một người đàn ông mà nó không nhạt á, thì người ta mới bàng hoàng, người ta mới bảo ồ, hóa ra cuộc đời nó không phải như mình tưởng, nó không phải như, không phải như ông chồng này. Thì có thể anh phải nghiêm khắc nhìn lại mình, là đôi khi mình tốt nhưng mà mình nhạt. Mà tôi rất xin lỗi anh còn có vẻ hơi nhu nhược nữa. Cái chuyện mà ngạn như là vợ mình đi với một người đàn ông, xong nếu người đàn ông khác bình thường họ đến thì họ có thể làm om sòm lên cho họ chia tay. Chứ còn đây anh đến, anh gặp cái người đàn ông kia, rồi anh xin rằng là cho vợ tôi về, đúng không? Dạ. Thì cái đấy nếu mà xét là bảo là một người đàn ông quảng đại cũng được, nhưng mà nếu mà xét một cách nào đó là nhu nhược cũng được. Phụ nữ thế này này, có khi họ lấy tướng cướp được á, nó kỳ quái vậy đó. Vâng. Bởi vì rằng đàn bà họ bị hấp dẫn bởi sức mạnh. Nhưng mà bây giờ tôi cứ tạm thời đứng về phía cô ấy đã. Chứ còn nếu mà tôi cứ đứng về phía anh, tôi ngồi với anh, đứng về phía anh thì nó dễ. Vâng. Bây giờ tôi nghĩ là cô là một cô gái bình thường, mà cô đã làm nhân viên khách sạn, nghĩa là cô ấy cũng đã gặp nhiều loại đàn ông đúng không? Và cô có những cái khát vọng, và cô có những cái mong muốn. Mà tôi có cảm giác là anh là một người chồng, nếu đúng như anh kể thì bình thường về nhan sắc, bình thường về tiền nong, và hơi nhu nhược về cư xử. Thành ra cô ấy đi kiếm một người đàn ông mạnh mẽ hơn. Đấy là nếu mà đứng về phía cô mà nói. Vâng. Chưa kể có thể nó có những cái điều mà anh không nhận thức, là có thể ông ấy còn giàu hơn đó. Mình đâu biết đúng không? Dạ. Hai năm sau. Hai năm sau. Tự nhiên hôm tôi đi làm về thấy cô ấy đứng thập thò ngoài cửa. Sau đó thì cô ấy vào xin lỗi tôi. Và có quỳ xuống lạy tôi. Là em van xin anh cho em quay lại với gia đình, biết lỗi của em rồi, từ nay giờ đi là em sẽ trung thủy với anh, sẽ trung thành với anh như chó trung thành với chủ. Đúng cái câu luôn. Dạ. Sau đó tôi cũng suy nghĩ là bây giờ thật sự là
mình dành cái tình yêu thương của mình cho người ta nhiều quá. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình cũng nghĩ về con mình. Thành ra chấp nhận cho quay lại. Quay lại thì một năm sau thì có em bé, đứa thứ hai. Hai vợ chồng cứ thế sống với nhau cũng yên bình. Thế còn anh có biết rằng cái vợ và cái người thứ ba quen nhau như thế nào không? Hay là chỉ đùng một cái cô đi thì anh mới biết? Cái anh kia là bạn học cũ. Thật sự thì sau khi về sống với nhau thì tôi cũng tọa nguyện với cuộc sống của gia đình. Thế nhưng mà đến cái thời gian gần cưới để gần chung sống với nhau thì bạn bè cũng xì xèo về cái chuyện mà đi với bạn học. Thế là đã có tín hiệu rồi. Bạn học cũ thì cũng thưa với anh là cũng vì cái đó thì mình cũng sợ mất người ta đi. Thành ra xúc tiến cưới. Nói gia đình là đến nhà gái để làm cái thủ tục để người lớn để được cưới. Nhưng mà sau khi mà cô ấy bỏ đi 2 năm về trở lại đến đứa thứ hai thì thực sự là tôi cũng như anh Hoàng nói đấy, là tôi cũng tự kiểm điểm bản thân mình. Trao rồi cũng tìm hiểu thì thấy là mình phải hâm nóng cái tình cảm nhiều hơn. Thì thật sự ra là cũng một vài tháng gì đó thì cũng có đi biển, đi vũng tàu chơi, rồi lâu lâu thì cũng hẹn mấy người bạn. Thế thì cùng vợ chồng với con là chở nhau đến đấy ngồi uống cà phê hoặc là đi ăn lẩu ăn liếc gì đó thì cũng có, tự mình cũng cảm kiểm, dạ cũng kiểm điểm được mình là như thế. Thế còn khi mà cô ta theo cái anh kia ấy, thì thực sự người ta là cái tình cảm của bạn học cũ họ đến với nhau. Thế còn kinh tế thì thực sự cô ta về với anh kia thì anh kia làm thợ may vá lề đường. Dạ. Nhưng mà có thể á, cái tinh thần anh ấy khá hơn anh. Dạ. Có thể là về với anh đấy cô thấy vui hơn. Dạ. Niềm vui cho cuộc sống nó cũng quan trọng lắm anh. Dạ, thậm chí có khi nó còn quan trọng hơn miếng ăn miếng uống á. Vâng. Vì như thế tôi mới nghĩ rằng vật chất mình thì hơn. Nhưng mà vợ chồng giống rất là thoải mái trong cái vấn đề kinh tế, không phải lo nghĩ gì nhiều. Thế nhưng mà tôi mới nghĩ ra là người ta quan tâm hơn, chiều chuộng hơn. Thế thì sau đó mà được quay về để sống với nhau, để có một em thứ hai nữa, em bé thứ hai nữa thì tôi đã thay đổi. Nhưng mà không đủ. Dạ, chắc vậy. Thế thì sau đó thì tôi có nghe hàng xóm, lối xóm ấy, nói cái ông mà ở bên xí nghiệp bên kia ấy, là thường thường là mày đi vắng là tao thấy ông vẫn thập thò vợ mày sang chơi thập thò cái gì không biết. Thế thì tôi cũng biết thế thôi. Thế thì tôi có nói với cô là thôi bây giờ trước kia em đã như thế rồi, bây giờ em đừng như thế nữa, bởi vì mình bây giờ còn có con nữa, rồi con nó suy nghĩ như thế nào khi như thế. Cô nói người ta toàn tồn bậy đấy, không có gì đâu. Thế rồi sau đó thì tôi cũng thấy êm không có gì. Thế rồi một hôm tôi đi làm về, làm thì thường là tôi chiều tối tôi mới về. Thế nhiều hôm ấy thì làm có buổi sáng thôi, buổi chiều thì tôi về sớm. Về thấy nhà thì có bộ karaoke. Thế thấy tôi vào nhà thấy đang karaoke, mà cô ta đang ngồi trên lòng của cái ông đó. Hai người ngồi trên lòng nhau. Lúc ấy thì thật sự là không kiềm chế được nữa. Tôi có vào tôi tát cho cô một cái và tát cho anh này một cái. Thì hai người đều sung lên là và chúng tôi karaoke có cái gì đâu. Và nhảy ra, tức là tôi với hai người đánh nhau. Đánh nhau thì cũng xè lên rồi lối xóm họ can. Can sau đó rồi cũng mỗi người tôi bỏ đi. Bỏ đi đến tối tôi về. Rồi cũng vẫn sống cùng một nhà. Nhưng mà không ai nhìn ai. Không ai nói chuyện với ai hết. Thế tầm 5-6 ngày sau
tôi đi làm về, về gần tới nhà thì bị ba người đeo khẩu trang rồi xông ra đánh. Đánh thì một người cầm, một người cầm gậy, một người cầm hòn đá. Thế xông vào đấm đá tôi rồi đánh. Thì có cái thằng ấy nó cầm con tôi mất mấy nhát, hiện là tay vẫn còn sẹo. Thì hàng xóm thấy thế thì cũng ra can. Và thằng em tôi nó chạy ra thì nó thấy, ôi thế chết rồi anh, chảy máu rồi. Thì thật sự là mấy nhát chém thành nhà máu nó ra nhiều. Và đưa tôi đi băng bó. Băng bó sau đó thì mấy người là bị công an phường giữ lên phường. Thế sau đó thì tôi về, cô ta không có nhà, coi cũng bỏ đi luôn mấy ngày. Thế tôi làm đơn, tôi nộp cho tòa. Thì ra tòa thì sau đó tòa có gọi là hòa giải mấy lần và chúng tôi đã ly hôn rồi. Anh thì tóm lại thế này, câu chuyện của anh nó đơn giản thế anh ơi. Nó chỉ lạ là lần đầu tiên có người đàn ông nói. Chứ còn thật ra nó đơn giản như thế này. Tôi anh phải nói có thể nếu tôi sai cái gì thì tôi xin lỗi. Là đây là một người đàn ông hiền lành nhưng mà nhu nhược và nhạt. Lấy một người phụ nữ mà người phụ nữ đó có chút khát vọng, có chút mong muốn có cuộc sống sôi động. Người đàn ông ấy không đáp ứng được. Và người phụ nữ đấy sống một thời gian thì phát hiện ra rằng là bởi vì người ta sống với mình, người ta tinh lắm. Chứ còn người ta phát hiện ra rằng ông này nhạt và ông này là nếu mình có làm gì chắc cũng không dám làm gì đâu. Nên người phụ nữ đã dám làm cái điều mà bình thường các bà phụ nữ rất sợ, đó là bỏ đi ở công khai với một người khác. Thứ nhất là họ yêu cái người kia và thứ hai họ cũng tin rằng là cái người chồng ấy không làm giữ. Rồi sau đó khi mà cái bên kia nó đã hết đập đà rồi, họ quay về họ cũng lại nghĩ rằng là anh sẽ chấp nhận, và ý như rằng là nó như thế. Đó là khi mà một người phụ nữ họ ở với người đàn ông, họ đoán được cái tâm lý và họ cư xử theo cái họ đoán, thì trong trường hợp này cô đã đoán đúng. Thì cái chuyện mà là nếu mà xét trong một cái trường hợp nào đó thì anh rất là nam nhi ở cái chỗ là tha thứ và bỏ qua. Nếu mà gọi là nhát cũng được, có thể xin phép anh bảo là hèn, nhưng mà tôi thì tôi xét rằng là nam nhi mình đôi khi mình như thế, mình bất chấp. Nếu mình đã cảm thấy người đàn bà đấy có cái gì với mình có thể bỏ qua hết, thì cái đấy tôi đánh giá cao anh. Nhưng mà ở đời đôi khi họ không đánh giá cao, và cô đấy không đánh giá cao, cô đấy cho rằng là anh là nhu nhược và thế nào thì cũng về cũng được. Thì cuối cùng là đây là một người đàn ông bất hạnh, mà dùng một từ nào đó thì thấy rất là đáng thương và tội nghiệp. Nhưng mà nếu mà nói một cách thật là chính xác đó, thì anh cũng phải chịu hậu quả của cái tính của mình, đó là thiếu mạnh mẽ quá anh Chiến ơi. Anh tên là Chiến, anh lại không Chiến, bởi vì hạnh phúc của anh Chiến ạ, nó gồm mấy phần. Phần thứ nhất là tìm ra nó, phần thứ hai là giữ gìn nó, và phần thứ ba đó là đấu tranh để giành giật nó. Chứ không phải hạnh phúc là một cái món đồ ta mua xong rồi ta để nhà, nếu ta không động vào thì nó không đi đâu, đúng không? Ngay cả một cục vàng nữa anh mua được á, rất đắt giá, anh để nguyên trong tủ thì cả đời nó không có sức mẻ. Nhưng con người nó không phải như thế. Anh có một người phụ nữ bằng bất cứ điều nào thì tôi không biết, nhưng anh cất về nhà rồi anh phải giữ gìn, anh phải chăm sóc. Mà chăm sóc gọi ở đây gồm có hai mặt, là chăm sóc bản thân cái người phụ nữ đó và chăm sóc mình. Hai cái nó cùng lớn với, chứ còn không phải là cưới một người đàn bà rồi con đó thì muốn làm sao muốn, nó là nó sẽ không đi đâu. Thì cái suy nghĩ đó có nhiều người đàn ông bị ạ. Tôi cũng trải qua cái việc đó, và cô ấy cái lần đầu tiên là bỏ đi, và hai ba lần sau nữa thì cũng với mấy người nữa. Đó thì tôi cũng nghĩ là người này không phải của riêng mình. Người này không làm của riêng mình thì thứ nhất là người ta có thể có nhiều khát vọng hơn. Dạ. Nhưng thứ hai là có thể mình chưa đủ mạnh. Dạ. Nó có hai lý do dạ, anh dạ, ạ. Dạ. Nhá. Và mình là đàn ông mình phải rất nghiêm khắc mình nhìn lại. Chứ nếu cứ đổ là xin lỗi, cứ hễ một cô ông chồng nào mà vợ bỏ đi cũng là nó lăng loàn rồi là nó tính nói coi chừng nó dạ. Nói như thế là bất công á. Không có ai đâu. Thế còn hai đứa con thì thế nào anh? Hai cháu thì bây giờ cháu cũng dựng vợ cả chồng được. Quan hệ với mẹ có tốt không? Ngay cả từ khi mà ly dị cho đến bây giờ thì thật sự mẹ nó cũng không ở với ai là một người.
thì tôi cũng nói là bây giờ muốn gì thì muốn, đấy vẫn là mẹ các con. Các con đừng bao giờ để mang tiếng là những đứa con bất hiếu. Thì các cháu nói về vấn đề đấy thì ba cứ yên tâm là chúng con vẫn nghĩ đến mẹ, vẫn chăm sóc, ăn rồi ốm đau chúng con sẽ đưa đi bệnh viện. Thế nhưng mà về tôn trọng thì con không tôn trọng nữa. À, nghĩa là họ nói chung hai đứa con theo lời anh là nó bênh anh đúng không? Dạ. Nó bênh anh thì đúng rồi, bởi vì nếu mà mặt nào đó thì là bây giờ người ta chỉ xét đơn giản thôi là bố mẹ thì có nhiều người, còn bố thì vẫn sống một mình và vẫn tha thứ cho mẹ, vẫn nuôi hai đứa con, thì đứng về mặt lẽ phải thì hai đứa con nó bênh anh là đúng, không có gì cả. Chúng ta làm hết lòng, chúng ta tử tế, nhưng mà đôi khi chúng ta vẫn không xứng đáng. Bởi vì hạnh phúc nó có nhiều cấp độ đó, có những cái cấp độ mà chúng ta không xứng đáng với nó. Mặc dù chúng ta hết lòng rồi, chúng ta thấy chúng ta chả có lỗi gì, nhưng mà giờ nói chung giờ phút này anh gặp tôi thì anh cũng thanh thản hết gì. Bởi vì rằng là con cái thì nó cũng lớn rồi, tình cảm anh cũng đã ổn định rồi đúng không? Anh chỉ kể một cái câu chuyện qua thôi đúng không? Chứ tôi thấy anh không phải là cái người đang gọi là bù lu bù loa hay đang tuyệt vọng hay là đang gì cả. Nó là một câu chuyện đã qua. Anh chỉ muốn kể cho xã hội họ biết để họ rút kinh nghiệm thôi đúng không? Qua cái câu chuyện này thì thật sự là đây là một nỗi đau của cuộc đời mình. Thì cũng tôi cũng muốn giải bày để mà qua cái giải bày đó thì cũng để mà mình buông bỏ. Cái nữa thì cũng gửi gắm lên những người đàn ông mà rơi vào những cái tình trạng như tôi thì nên chấp nhận đau một lần, đừng tha thứ. Chấp nhận đau một lần, đau là buông luôn. Bởi vì như cuộc đời tôi tha thứ rồi, có lần thứ hai, có lần thứ ba luôn. Thành ra đã đau rồi thì cắt bỏ luôn. Tôi thì tôi tôn trọng cái kết luận của anh. Nhưng tôi thì tôi cũng không ủng hộ 100% đâu nhé. Bởi vì thật ra thì thế này, theo quan điểm của Lê Hoàng thôi, thì có những chuyện xảy ra một lần cũng không tha thứ, nhưng có những chuyện xảy ra 100 lần vẫn tha thứ. Nó tùy vào từng con người, nó tùy vào cái mức độ và nó tùy vào cái tình cảm. Đúng không? Và anh tin đi, trên đời nó có những người phụ nữ mà mình tha thứ bao nhiêu lần mình vẫn thấy, mình vẫn thương. Nghe thì nó kỳ nhưng mà tôi biết điều đấy mà. Bởi vì rằng là con người chúng ta sinh ra là sẽ có lỗi lầm thôi. Nhưng mà có những cái tình yêu đó, nó có thể vượt qua mọi lỗi lầm đấy. Ghê lắm. Nhưng mà có điều chúng ta không gặp thì chúng ta nghĩ là nó không có thôi. Trong những cái chương trình này thì tôi luôn luôn có hai thái độ, có thể là nó mâu thuẫn nhau, là có những cái người mà khi tôi nghe một cái là tôi bảo ly dị ngay, tại sao không ly dị. Nhưng mà có những cái trường hợp mà tôi nghĩ rằng là không ly dị. Khó nói lắm anh ơi, khó nói lắm. Nếu mà nó là toán học ấy, thì cuộc đời này đã đơn giản. Anh có muốn bật đèn không ạ? Để cho có một cái cô nào đó xem rằng là hy vọng vào anh không? Không ạ, thưa với anh, như cái này cũng là chuyện buồn. Hơn nữa bây giờ còn các cháu nữa, cũng không muốn để các cháu ảnh hưởng. Thôi, tôi tôn trọng ý. Cảm ơn anh nhiều. Dạ, dạ. Vâng, cảm ơn anh và xin tôn trọng cái ý nghĩ của vâng. anh. Cảm ơn anh Kiến rất là nhiều vì đã ra chương trình. Vâng ạ. Rất là mừng là hôm nay gặp một người đàn ông và tôi sẽ mong là chương trình có nhiều người đàn ông nữa. Và tôi cũng xin thay mặt chương trình chúc anh, vì anh thấy anh sức khỏe, phong độ, tất cả các thứ còn rất là ok. Cho nên tôi nghĩ rằng tình yêu thì không bao giờ là hết đâu anh ạ. Mai mình chết, hôm nay mình vẫn yêu được mà. Nên là anh cứ lạc quan đi nhé. Xin chào các bạn đã theo dõi chương trình Người Thứ Ba. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.